Thưa quý vị, những ngày qua khi phương tiện từ các địa phương đổ về Bà Rịa Vũng Tàu đông, một số thời điểm các trạm thu phí trên quốc lộ 51 phải xả trạm để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ giỗ tổ, tình hình lưu thông trên quốc lộ 51 ở chiều về thành phố Hồ Chí Minh lại khá thông suốt, trừ trạm T2 ở Đồng Nai phải xả trạm một thời gian vào trưa nay. Ghi nhận tại trạm T3, địa bàn xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, chiều từ Đồng Nai về Vũng Tàu hôm nay khá thưa vắng phương tiện. Còn chiều từ Vũng Tàu đi Đồng Nai thì đông hơn, nhưng cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ phải xả trạm. Nhiều du khách tỏ ra hài lòng khi không phải xếp hàng chờ qua trạm, hình ảnh thường thấy trong các dịp lễ Tết. Sợ kẹt xe cho nên là phải tranh thủ về sớm. Em thấy tình hình là hiện tại hôm qua thì hơi đông, với lại sáng nay bây giờ là vẫn là không có gì phức tạp cả. Đường mà cái tuyến đường mà đi về thì cũng không có kẹt xe, thông thoáng. Theo quản lý trạm thu phí T3, lượng xe qua trạm tăng vào một số thời điểm tầm 10 đến 11 giờ, tầm 2 đến 3 giờ và tầm 17 đến 19 giờ. Vào các khung giờ này, trạm sẽ linh hoạt nắn làn để chống ùn ứ giao thông. Giỗ tổ Hùng Vương đợt này thì so với đợt trước thì lưu lượng xe nó nhiều hơn, gần như gấp đôi ngày thường. Tình trạng ùn ứ thì nó cục bộ. Từ hôm thứ Bảy đến ngày Chủ nhật thì trạm đã xả hai lần. Một lần là tầm 30 đến một tiếng đồng hồ. Trong ngày hôm nay là ngày cuối của ngày nghỉ lễ thì thường là từ hướng Vũng Tàu về Sài Gòn nó sẽ đông, thì là tùy theo tình hình thực tế thì trạm sẽ xem xét. Theo thống kê nhanh của công ty cổ phần cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ năm nay, riêng trạm T3, lượng xe qua trạm gần 22.000 lượt xe một ngày đêm, tăng gấp đôi so với ngày thường. Còn ở trạm T2, khu vực Đồng Nai, lưu lượng xe qua trạm đạt 48.000 lượt xe ngày đêm.